Đó. Mình là YouTuber đây, mình là hái trứng khô đây. Thôi ra chắc ngồi đi mình khoe mấy con này. Rồi, bao giờ được nút vàng, nút bạc, nút kim cương đây? Các bạn ơi, cái cơ mình cho 1 triệu để có nút vàng đi. Mình thích nút vàng lắm, vì nó đẹp. Ừ, 100 người, 100 người. Thôi, khoe mấy con... 100 người đăng ký là được. Mấy con, em một con đi. Khoe mấy con đây. Mấy em của mình nè, đây là em có bông của mình nè. Đó, em gì? Phải nói tên em đó, em gì? Rồi đi ra ngoài rồi dẫm ngồi đi cho thấy rõ anh nè. Có vậy thôi chứ. Rồi hai đứa xé đi ăn coi dài cỡ nào. Ừ, cái này ăn nó lâu lắm nha các bạn. Các rồi bạn. Ra kia ngồi đi, ra kia ngồi. Các bạn ơi, có mình ăn nè các bạn. Ồ. Các bạn ơi, cái này ăn hơi lâu, các bạn ăn giùm mình được không? Để mình xé ra nha các bạn. Tay mình dính đường luôn nè các bạn. Dính đường dính. Rồi nói cái gì cho các bạn nghe chứ. Giờ mình làm YouTuber mình không nói gì các mình bạn. Mình là YouTuber nè. Mình là YouTuber, nhớ đăng ký cho mình cho 1 triệu cho mình có nút vàng nha đó. Kẹo nó dài không? Các bạn ăn kẹo này chưa? Các bạn chưa ăn thì các bạn mà bạn đăng ký. Còn các bạn rồi thì like. Like và share cho mình nha. Ừ. Ừ, mày hơi chua nha các bạn. Cha mình đang đang quay phim nha. Ngon không? Ừ. Rồi mai mình sẽ review món khác nha. Nay mình review đến đây kẹo với mấy con thú nha. Ừ. Rồi hôm nay okay. Mình review kẹo dẻo dài 1 mét luôn nè các bạn. Rồi bye bye các bạn đi. Hẹn gặp các bạn đi trên sau. Không? Rồi ok bye bye đây. Chua lắm các bạn, ăn giùm mình được không? Bye bye. Bye bye các bạn. Vâng, tắt coi.